Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đèn hoàng gia.vn xin giới thiệu mọi người mẫu đèn LED rọi cột công suất 24W hình vuông, ánh trắng vàng, sử dụng điện áp 220V. Thì đây là hình thức của đèn. Đèn là có chất liệu là bằng hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện với tiêu chuẩn IP66 chống chịu nước ngoài trời. Cái đèn này là sử dụng nguồn điện 220V, có 3 dây. Dây màu nâu và màu xanh sẽ cắm trực tiếp vào nguồn điện, còn dây màu vàng sẽ là tiếp điện. Ngoài cái sử dụng nguồn điện 220V thì bên đèn Hoàng Gia còn cung cấp loại sử dụng nguồn điện 12-24V. Nhưng thực tế thì các loại đèn này thường lắp lên cao và lấy nguồn điện từ chung với cả trong nhà, nên là không cần phải sử dụng riêng một dòng 12-24V. Đèn này thì có là 2, 4, 6, 8, 8 mắt LED, mỗi mắt LED công suất 3W, tổng 24W. Mỗi mắt LED này thì sẽ có là một thấu kính hội tụ, nó sẽ tạo ra các cái tia sáng, thì tổng có 8 tia sáng. Ánh sáng của nó sẽ là dạng tia, góc chiếu rất là hẹp và có thể chiếu được rất là xa. Với đèn 24W này có thể chiếu xa khoảng tầm 80m. Nhưng khi mà lên chiếu cột hoặc là chiếu tường ấy, thì nó chỉ tạo ra một cái vệt sáng vừa, không được mấy chục mét đâu. Ngoài cái ánh sáng màu vàng này ra thì cái dòng đèn này còn có ánh sáng trắng, ánh sáng trung tính, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh dương, ánh sáng xanh lá, ánh sáng tím và loại đổi màu tự động. Công suất này này là 24W, ngoài ra thì còn có 18W, dòng chữ nhật vuông này có 12W hay là 36W và 45W. Với mẫu đèn tròn thì được sử dụng nhiều hơn và đèn tròn thì có nhiều công suất hơn. Ví dụ như là công suất 10W, công suất 18W, công suất 27W, công suất 36W, công suất 54W và công suất 81W. Ví dụ đây là mẫu đèn tròn thì nhìn nó khác hơn. Cái này là về tròn vuông thì theo thiết kế của tòa nhà muốn dùng và chủ đầu tư thích dùng thôi. Cũng không về ánh sáng thì nó cũng không khác biệt mấy. Với những tòa nhà cao hàng chục tầng thì mình sẽ sử dụng các loại đèn chiếu có tầm lớn hơn, công suất cao hơn. Ví dụ công suất 106W, 96W, 108W, 240W, 120W và nó cũng chiếu được xa, rất là xa. Bây giờ mình sẽ thử cái ánh sáng của đèn nhé. Mình sẽ cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V này, thông qua cái jack này, cắm tạm qua đây. Mình sẽ cắm vào dây màu xanh và dây màu nâu nhé. Dây màu vàng này là dây tiếp điện. Đấy, cắm tạm qua thôi. Đây, tắt điện đi. Đấy, đây là ánh sáng màu vàng. Và khi chiếu thì nó sẽ tạo ra một cái tia sáng đây, như kiểu đèn pin ấy. Xung quanh thì nó cũng có pha một chút sáng nhưng mà nó sáng nhẹ. Quan trọng nhất là vẫn là cái tia sáng này. Đây, khi chiếu thì mình sẽ là có cái tia quét thành một vệt lên trên trụ tường. Bởi vì nó là dạng sáng mà chiếu vệt và chiếu rất là cao, cho nên là khi lắp đặt thì mình nên lắp, có thể lắp ban ngày, nhưng khi cân chỉnh ánh sáng thì mình sẽ làm vào buổi chiều tối hoặc buổi tối. Thông thường thì trên sẽ là có một người cân chỉnh, còn một người ở dưới để sẽ chọn ánh sáng góc sao cho nó phù hợp nhất. Vì chỉ cần chiếu lệch, mình chỉnh lệch đi một chút xíu thôi thì là ánh sáng của nó sẽ không đều. Đấy, ví dụ mình lắp mà nó vào trong quá ấy, thì nó tia sáng được một đoạn thôi ạ. Còn nó ra ngoài thì lại không sáng. Đấy. Thì ai có nhu cầu mua đèn này hay là các loại đèn khác nữa thì vui lòng liên hệ với đèn Hoàng Gia qua số điện thoại là 0393 392 666 hoặc số Zalo là 0393 392 666 hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website đenhoangia.vn để đặt hàng. Bên đèn Hoàng Gia ngoài cái dòng rọi cột này thì còn có nhiều dòng đèn khác như là đèn chiếu cột dạng tỏa, đèn hắt tường, đèn chiếu cây, đèn trụ sân vườn, đèn trụ tường rào hay các loại đèn âm đất, âm nước. Âm nước thì có âm hồ cá coi, âm bánh xe,
để lắp đài phun hay là đèn hồ bơi. Và có rất là nhiều dòng đèn khác nữa, như là đèn trong nhà, đèn trang trí, đèn chiếu sáng trong nhà, rồi đèn nhà công nghiệp. Công nghiệp thì thường có đèn là đèn nhà xưởng và đèn pha. Đấy. Thì ai có nhu cầu cần tư vấn thì vui lòng liên hệ với Đèn Hoàng Gia. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là cái mẫu đèn vuông công suất là 24W, ánh trắng vàng nhé. Mình đang cho nó hắt tường cao 2,6 m để nhìn rõ hơn về cái ánh sáng của nó. Thì tường 2,6 m thì không dùng cái loại đến 24W đâu, phải hắt cao hơn. Nhưng mà ở trong nhà mình dùng tạm. Để tắt bớt đèn đi để nhìn về rõ hơn cái ánh sáng. Hiện tại là chỉ có một cái đèn 24W này thôi. Ở trong không gian rộng khoảng tầm 20 mét vuông, 30 mét vuông. Ánh sáng của nó là ánh sáng vàng nhé. Trên cam thì nhìn nó hơi ngả trắng nhưng thực tế nó ánh sáng vàng. Đấy. Cái camera nó bắt màu nó cũng không chuẩn. Nó tạo một vệt sáng rất là đẹp đúng không ạ? Tạo rất là cao. Khi lắp đặt ấy, mình phải lắp làm sao cái góc chiếu sáng cho nó chuẩn nhé. Để làm sao cái ánh sáng nó chiếu được từ dưới thân đèn lên đến hết phần cột của mình. Không nên lắp chếch vào, nếu mà chếch vào thì nó chiếu được rất là một đoạn rất là ngắn, mà nó chếch ra thì không chiếu được cái gì cả. Đấy. Nên mình khi lắp đặt mình lưu ý chọn cái góc hướng làm sao cho nó tối ưu ánh sáng nhất, chiếu cao nhất có thể. Ánh sáng rất là đẹp. Đấy. Nhìn mắt thường nhìn nó đẹp lắm, mắt thường nhìn nó màu vàng và xung quanh nó sáng lên, nhìn rất là đẹp. Khi lắp ngoài tòa nhà nhìn nó sáng, nhìn qua qua camera nó hơi ngả ngả trắng, không được đẹp lắm. Thì ai có nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ đèn hoàng gia.vn nhé. Xin cảm ơn.